tháng tư buồn lại về. Mời quý vị và các bạn nghe lại nhạc phẩm Nhớ Mẹ của Thiếu tướng Lê Minh Đào và Đại tá Đỗ Trọng Huề để nghe lại tâm tư của tác giả trong chốn lao tù cộng sản. Xót xa cho cảnh đời đen tối của quê hương với đất trời hiền hòa bị đốt phá và núi sông bị màn đêm cộng sản thê lương che kín. Và trên hết là nỗi nhớ thương người mẹ hiền nơi phương trời xa xôi với những lời ân cần dặn dò. Nắng sẽ về đẩy lui bóng tối, yêu thương và tự do sẽ còn mãi mãi, nhé con. Kính mời quý vị nghe lại những tâm tình này qua phần trình bày của Tam Ca, Phạm Hoàng, Hạnh Cư và Cao Minh Hưng sau đây. Chờ ngày để con
Với nhạc phẩm Một Mai Dạ Từ Vũ Khí, nhạc sĩ Trịnh Lâm Ngân đã nói lên nỗi niềm mong ước tưởng chừng như rất đơn giản nhưng lại là ước mơ của cả một thế hệ trai trẻ thời chiến, đó là sau khi cuộc chiến tàn, giã từ vũ khí, trở về quê hương tìm lại những ký ức, những kỷ niệm tuổi thơ, những điều tưởng chừng rất bình thường nhưng đã bị đánh mất khi người trai hy sinh tuổi thanh xuân lên đường nhập ngũ. Và một điều thật cảm động là người lính sau trận chiến vẫn không quên đến thăm những người đồng đội của mình đã nằm xuống. Xin kính mời quý vị nghe những tâm tình của người lính này trong nhạc phẩm Một Mai Dạ Từ Vũ Khí qua tiếng hát của ca sĩ Minh Hoàng sau đây. Rồi có một ngày, sẽ một ngày chinh chiến tàn. Anh chẳng còn chi, chẳng còn chi ngoài con tim héo em ơi. Xin trả lại đây, bỏ lại đây, thép gai răng với lưỡi hào sâu. Lỗ châu mai với những địa lỗ đã bao phen máu anh tuôn cho còn lại đến mãi bây giờ. Cha súng đạn này khi sạch nợ sông núi rồi, anh trở về quê, trở về quê tìm tuổi thơ mất năm nào. Vui cùng ruộng nương, cùng đàn trâu, với cây đa khóm chúc hàng câu, với con đê có chiếc cầu tre. Đã bao năm vắng chân anh nên trở thành hoang phế dòng rêu. Rồi anh sẽ dựng căn nhà xưa, rồi anh sẽ đón cha mẹ về, rồi anh sẽ sang thăm nhà em với miếng cầu, với miếng trầu ta làm lại từ đầu. Rồi anh sẽ dìu em tìm thăm mộ bia kín trong nghĩa địa buồn, bàn anh đó đang say ngủ yên. Xin cảm ơn, xin cảm ơn người nằm xuống. Để có một ngày cho chúng mình ta lại gặp ta, còn vòng tay mở rộng thương mến bao la. Chuông chùa làng xa chiều lại vang, bếp ai lên khói ấm tình thương, bát cơm rau thắm mối tình quê. Có con trâu, có nương dâu, thiên đường này mơ ước bao lâu. Rồi anh sẽ dựng căn nhà xưa, rồi anh sẽ đón cha mẹ về, rồi anh sẽ sang thăm nhà em với miếng cầu, với miếng trầu ta làm lại từ đầu. Rồi anh sẽ dìu em tìm thăm mộ bia kín trong nghĩa địa buồn, bàn anh đó đang say ngủ yên.
xin cảm ơn, xin cảm ơn người nằm xuống. Để có một ngày, có một ngày cho chúng mình, ta lại gặp ta còn vòng tay mở rộng thương mến bao la. Chuông chùa làng xa chiều lại vang, bếp ai lên khói ấm tình thương, bát cơm rau thắm mối tình quê. Có con trâu, có nương dâu, thiên đường này mơ ước bao lâu. Chuông chùa làng xa chiều lại vang, bếp ai lên khói ấm tình thương, bát cơm rau thắm mối tình quê. Có con trâu, có nương dâu, thiên đường này mơ ước bao lâu. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi show nhạc Nghệ sĩ với cung đàn số 36 trong những giây phút vừa qua. Xin kính hẹn quý vị trong chương trình tuần sau.